sinh linh muôn loài. Mẹ hiền quang lâm Bồ Tát, mẹ phố đất trời thênh thang, trong con chứa đầy tình tình. Nguyên thủy thiên ngôn mang tên của mẹ, ôi Bồ Tát, trong thâm tâm con nguyện ước sẽ sớm về, sớm về với Quan Âm. À, thầy xin kính chào khán thính giả của đài truyền hình SBTN. À, thầy là thầy Thích Thông Hội, trụ trì của Thiền viện Sứ Từ ở trên Dallas. Tuy Thiền viện Sứ Từ và Thiền viện Phổ Môn tuy là hai nhưng mà nó cũng như là một, bởi vì thầy và thầy trụ trì của Thiền viện Phổ Môn cùng hướng dẫn mọi người đến cái chỗ giác ngộ để mà giải thoát những cái phiền khổ và sinh tử. Cho nên mỗi lần Thiền viện Phổ Môn hoặc là Thiền viện Sứ Từ có những cái lễ lớn hay là những cái khóa tu gì đó là hai thầy và toàn chúng đều về với nhau để mà cùng hướng dẫn. Thì lần này cũng vậy, ở Thiền viện Phổ Môn có tiệc chay, nhưng mà cái mục đích của cái thầy mở tiệc chay là để truyền tải cái tinh thần giác ngộ đến cho tất cả mọi người. Bởi vì con đường giác ngộ này, nếu mà mọi người mà tu học trên con đường giác ngộ, thì khi mà họ nhận được cái tâm giác ngộ và họ thể nhập vào cái thể của giác ngộ, thì họ sẽ dứt được cái phiền khổ, họ sẽ ra khỏi cái sinh tử. Khi đó thì họ sống được thông dong, tự tại và họ được hạnh phúc. Dạ. Con xin cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, thầy xin chào, cảm ơn quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Con cảm ơn thầy. Dạ. Xin kính chào khán thính giả đang xem đài SBTN. Chúng tôi là Tỳ Kheo Ni Thích Diệu Thiện, viện chủ của Thiền viện Phổ Môn Houston, Texas. Cái nhân duyên mà hôm nay có cái buổi tiệc chay là vì cái tâm nguyện của chúng tôi làm sao mà mang cái tinh thần giác ngộ, giải thoát tất cả cái khổ đau đến cho cuộc đời này. Bởi vì 17 năm qua, từ ngày thể nhập tâm giác ngộ, chúng tôi thấy thương tất cả chúng sanh, bởi vì muốn rằng ai cũng có thể trở về và sống với tâm giác ngộ để cuộc sống vui. Mình vui cho mình, vui cho những người thân của mình. Và khi mình trở về được cái tâm thể thanh thang, thanh tịnh rồi đó, thì con người mình trở nên nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng. Và những cái sự vướng mắc trong tâm tự động nó rơi rụng. Và chúng ta có cuộc sống giữa mình và người, có cái sự hiểu, sự thương, sự cảm thông. Và quý vị biết rằng khi mà mình về với cái thế giới giác ngộ đó, là tự nhiên tâm thể mình rất là sáng. Mình có thể hiểu, mình có thể thương, mình có thể cảm thông tất cả những người chung quanh. Và mình từng bước biết được là làm thế nào để giúp cho mọi người nhận lại cái khả năng giác ngộ đến chính mình. Thì đó là lý do mà hôm nay có buổi tiệc chay. Và đồng thời quý vị cũng biết rằng là tất cả quý sư cô và thiền sinh học trò của chúng tôi, sau khi được có những cái lợi ích như vậy, thì phát tâm đứng lên để đi đến từng nhà, từng người, đánh thức mọi người, cho mọi người biết rằng là ai cũng có khả năng giác ngộ, ai cũng có khả năng sống vui. Và mong tất cả mọi người đi về hôm nay để dự cái buổi tiệc chay. Cho nên chúng tôi mong rằng trong cái buổi tiệc chay đêm nay, bằng cái tình thương và tuệ giác mà chúng tôi đã về sống và trải nghiệm, chúng tôi sẽ mang lại cho tất cả quý vị một cái gia tài mà sau khi quý vị tiếp nhận, quý vị sẽ có niềm vui mãi mãi.
Kính chúc quý vị luôn có được niềm vui trong cuộc sống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trôi lặng mãi trong vòng tử sanh, vì tình thương thay bước vào đời đưa em về. Thế giới chương như vì tình thương thay bước vào đời đưa em về. Thế giới chương như về nhà thôi, mau về nhà thôi, về nhà thôi, mau về nhà thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho tâm nguyện mang cái tinh thần giác ngộ đi vào trong cái đêm tiệc chay này, mong sao cho mỗi người nghe được những thời chia sẻ của chúng tôi, đánh thức hạt giống giác ngộ trong tâm của mình, để đời này mình thoát khỏi khổ đau và sống thênh thang tự do tự tại và mang được niềm vui đến cho cuộc đời. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho mỗi người có mặt trong đêm tiệc chay hôm nay sớm nhận ra và trở về với tâm giác ngộ để không còn khổ đau nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong đêm nay, Thầy chắc chắn là trong quý vị đã có cái hạt giống giác ngộ, và Thầy hy vọng rằng trong một ngày gần đây, quý Thầy sẵn sàng đón quý vị về với thế giới giác ngộ để sống thênh thang, tự do, tự tại, không còn phiền não, không còn khổ đau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân sự từ bi của quý Thầy. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh quý Thầy, quý sư cô và thiền sinh cùng về chỗ ngồi và đồng an tọa. Minh Phong xin kính chào quý khán giả. Chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc.